quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chuyên gia trong mọi nhà, được phát sóng vào lúc 20 giờ trên kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Quý vị thân mến, nám, sạm, tàn nhang luôn là nỗi lo của hàng triệu chị em phụ nữ, nhưng không phải ai cũng biết rõ về nguyên nhân hình thành những dấu hiệu này để có thể có những phương pháp hỗ trợ điều trị và chăm sóc da hiệu quả. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Da liễu Trung ương để cùng giải đáp tất cả các thắc mắc cho quý vị khán giả liên quan tới vấn đề này. Đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Xin chào MC, xin chào quý vị và các bạn. Chuyên gia thân mến, nám, sạm, tàn nhang là tình trạng phổ biến đối với chị em phụ nữ và nhất là những người bắt đầu bước qua độ tuổi 25. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ rõ hơn về nguyên nhân hình thành những dấu hiệu trên được không ạ? Nám, sạm da thì nguyên nhân do đâu? Thì chúng ta thấy là nguyên nhân chính là do kích thích tế bào hắc tố, tăng tổng hợp sắc tố và mỗi tế bào hắc tố đấy nó phụ trách một số tế bào gai trên lớp da. Do đó khi tế bào hắc tố nó tổng hợp thì nó đưa cái sắc tố lên tế bào gai để làm gì? Cho da chống lại tất cả những tác nhân ánh sáng rồi tất cả mọi thứ độc hại đối với cơ thể bên ngoài vào. Cái nguyên nhân thứ hai mà các bạn thấy cái nội tiết tố, mà cái này thì các bạn thấy rất rõ ở phụ nữ mà tuổi 25 trở ra đến tuổi trưởng thành, là cái nguyên nhân sâu xa nữa là khi sinh đẻ thì có thay đổi nội tiết, và chính cái nội tiết estrogen đấy nó kích thích tế bào sắc tố tăng sản sắc tố, đấy là cái nguyên nhân bên trong nữa. Và nguyên nhân thứ ba chúng ta không lường được, và nó là cái gần như là cái cố hữu, tức là cái tính chất gia đình. Bố mẹ mà nám sạm thì còn rất dễ bị nám sạm. Cái yếu tố nữa là bị stress nhiều. Đấy, bị stress nhiều. Đấy là cái yếu tố bên trong làm cho cái stress này cũng sinh ra cái gốc tự do, và chính cái gốc tự do cũng kích thích tổng hợp melanin. Cái nguyên nhân bên ngoài thì các bạn biết là một cái quan trọng nhất là cái ánh nắng. Cái ánh nắng này nó có hai cái tác động. Một là kích thích trực tiếp vào tế bào hắc tố, và cái thứ hai là sinh ra gốc tự do. Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng chi tiết vừa rồi tới từ phía chuyên gia. Và có thể thấy rằng các dấu hiệu lão hóa da tuy không làm ảnh hưởng tới sức khỏe, tuy nhiên trên thực tế thì điều này sẽ khiến các chị em rất là mất tự tin, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới nhan sắc. Và phương pháp chăm sóc da sao cho đúng cách cũng là vấn đề mà đang được rất nhiều người quan tâm. Vậy thì chuyên gia thân mến, không biết hiện tại thì có những biện pháp nào giúp chị em có thể dễ dàng xua tan những lo lắng trên ạ? Thế này tôi nói thêm một chút để các bạn hiểu thêm. Khi mà tổng hợp sắc tố tăng lên thì cái sắc tố sẽ được phân tán lên các tế bào gai. Nếu nó chỉ ở lớp thượng bì thì người ta gọi nám nông. Nếu mà ở dưới trung bì, sắc tố lạc xuống dưới trung bì và hạ bì thì gọi là nám sâu. Và nếu có cả hai thì người ta gọi là nám hỗn hợp. Và tùy theo kích thước người ta gọi nám đốm, nám mảng vân vân. Nó rất nhiều cách điều trị. Làm sao người ta lấy được cái đen nó ra thôi. Bây giờ hiện đại nhất là dùng laser. Cái thứ hai là người ta có thể dùng cái phương pháp lột da. Và cái thứ ba là người ta có thể tiêm tại chỗ. Những cái đó thì phải nói là rất mất nhiều thời gian và phải có săn sóc. Các bạn nhớ là những cái đó các bạn không săn sóc, nó nám sạm sẽ tái trở lại. Do đó bây giờ thì người ta có xu hướng là dùng các mỹ phẩm. Chúng tôi thường khuyên là các bạn nên sử dụng những sản phẩm chiết xuất từ thảo dược, từ thực vật, từ thiên nhiên. Chắc chắn đó sẽ là những thông tin vô cùng bổ ích đối với quý vị khán giả đang xem đài. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia. Và trong quá trình chuyên gia chia sẻ thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi điện thoại tới chương trình. Và bây giờ thì xin phép nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối tới vị khán giả đầu tiên ạ. Chào MC và chuyên gia, tôi là Bích, năm nay tôi 31 tuổi. Mấy tháng trở lại đây tôi thấy hai bên gò má của mình á xuất hiện rất là nhiều nám hay tàn nhang gì đó. Nhưng mà chỉ li ti thôi. Thì tôi có sử dụng sản phẩm và chăm sóc da thấy giới thiệu là hủy nám. Mà tôi bôi thì chẳng thấy hiệu quả, thi thoảng còn bị nổi mẩn đỏ. Không biết là tôi bị sao vậy ạ? Trên bạn có hai cái yếu tố chính là cái lão hóa và cái thứ hai là cái nội tiết nó thay đổi. Do đó nó làm cho nám sạm xuất hiện. Khả năng là các bạn dùng sản phẩm không chính hãng mà sản phẩm trôi nổi. Bởi vì các bạn vội vàng quá, không suy tính và không cân nhắc. Do đó thường những người dùng những cái sản phẩm này hay bị là cái viêm da kích ứng hay dị ứng với cái dạng đó. Vâng ạ, tôi mới được người bạn tặng cho một bộ sản phẩm, bộ kem và serum dành cho da sạm đen nám tàn nhang của Miri. Bạn tôi đã sử dụng và thấy rất là hiệu quả. Không biết tôi có nên sử dụng cái sản phẩm này không ạ?
Tôi hoàn toàn nhất trí. Bởi vì sao tôi nói như thế? Bởi vì sản phẩm Miri này nó có hai cái sản phẩm chính để chữa nám sạm và lão hóa. Thứ nhất là serum nám Miri. Đấy, Miri. Thì các bạn serum nám Miri này thì thành phần của nó thì có, thứ nhất là chiết xuất từ khổ qua này, cái thứ hai là acid niacinamic này, và cái thứ ba là nha đam. Thì các bạn biết niacinamide là cái để vừa làm chống lão hóa vừa chống nám sạm. Còn hai cái thành phần nữa là cái khổ qua và cái nha đam, thì hai cái thành phần này có rất nhiều cái thành phần hóa học khác nhau. Đấy. Nó xuất phát từ thiên nhiên, chủ yếu nó vào làm gì? Để giữ nước, làm mềm da, đồng thời nó làm cho các phân tử melanin cũng bị nhão nhét ra. Cái acid niacinamide này thì sẽ làm gì? Chống lão hóa và làm cho cái phân tử này nó sẽ được đào thải qua da. Và cái kem nám Miri thì các bạn biết nó có thành phần chính của nó là gì? Cái thông đỏ này. Cái thứ hai nữa là gì? Là cái niacinamide này. Cái thứ ba nữa là cái alpha arbutin này. Cái thứ tư nữa là cái chiết xuất được cũng là mã. Có rất nhiều công trình nghiên cứu thì người ta thấy thông đỏ. Và dược liệu này thì theo phân tích và các nhà nghiên cứu người ta đã thấy rồi, nó có hai cái tác động chính. Tác động thứ nhất là chống lão hóa và chống gốc tự do. Cái thứ hai là cái thông đỏ này thì nó có thêm tác dụng rất nhiều. Ví dụ như nó làm gì? Tăng giữ nước. Và cái nữa, nó tăng tổng hợp collagen, do nó chống lão hóa, phải nói là rất tuyệt vời. Và cúc la mã thì nó vừa có tác dụng gì? Phân hóa các phân tử melanin, đồng thời nó lại làm gì? Giữ ẩm, chống lão hóa rất tốt, bởi vì nó gì? Làm tăng tổng hợp collagen. Cái arbutin thì các bạn thấy rồi, đây là một cái sản phẩm chống nắng. Và cái này chính là cái này là ức chế cái men tyrosinaza để làm cho hạn chế cái tổng hợp melanin đi. Cảm ơn chị Bích đã liên hệ tới chương trình và chúc cho chị sẽ sớm lấy lại được làn da chắc khỏe, không sạm nám sau khi sử dụng sản phẩm Miri chị nhé. Quý vị thân mến, hiện tại thì đang có một cuộc gọi điện thoại gọi điện đến chương trình rất là nhiều rồi. Và chắc hẳn là vị khán giả này đang rất nóng lòng muốn nghe những tư vấn tới từ phía chuyên gia. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối tới vị khán giả thứ hai ạ. Chào chương trình, tôi là Hồng. Chuyên gia ơi, tôi mới sinh em bé xong, da khô và bị sạm rất nhiều. Tôi còn bị lên cả nám nữa. Khi bầu, tôi thấy các vết nám còn nhạt và từng đốm nhỏ, nhưng sau sinh lại thấy nám thành mảng. Tôi cảm thấy rất là tự ti. Tôi có make up nhưng cũng không che được hết. Tôi phải làm sao ạ? Một phần là lúc có thai, tác động của nội tiết là một. Một phần là các bạn không biết bảo vệ da. Bộ đôi sản phẩm Miri thì các bạn sử dụng rất hợp lý đối với các bạn. Bởi vì với phụ nữ cho con bú thì không bị ảnh hưởng. Do đó các bạn yên tâm sử dụng. Đúng rồi ạ. Cảm ơn chuyên gia và MC rất nhiều. Tôi sẽ mua để sử dụng luôn ạ. Quý vị thân mến, hiện tại Diệp Trang đang thấy trên trang fanpage của chương trình cũng có rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho chuyên gia. Và bây giờ thì Diệp Trang xin phép được đọc một câu hỏi của vị khán giả có tên là Thanh Thủy. Câu hỏi như sau. Chuyên gia ơi, tôi năm nay 44 tuổi và đã qua 2 lần sinh đẻ rồi nên bị nám rất nhiều và lâu năm. Giờ tôi sử dụng bộ đôi của Miri thì có hiệu quả không? Và xin mời chuyên gia giải đáp ạ. Bây giờ bạn 44 tuổi rồi, đáng nhẽ bạn phải săn sóc từ lâu. Chứ bây giờ bạn săn sóc cũng không phải là muộn, nhưng các bạn nên săn sóc sớm đi. Và bộ sản phẩm Miri này hoàn toàn thích hợp với bạn ở bất cứ lứa tuổi nào, bất cứ giai đoạn nào nhé. Nếu bạn phát hiện sớm thì cái điều trị hiệu quả nó sẽ nhanh hơn. Chắc chắn qua chia sẻ vừa rồi thì chị Thủy cũng có thể an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm của Miri. Và hiện tại thì bạn Quỳnh Lam có đặt ra câu hỏi, đó là khi sử dụng bộ đôi này có cần phải lưu ý điều gì không ạ? Đây là một cái sản phẩm để hỗ trợ điều trị nám sạm và chống lão hóa. Do đó khi sử dụng cái này thì các bạn phải kết hợp những cái phương pháp khác. Đấy, ví dụ như là các bạn phải luôn luôn biết săn sóc da, biết làm sạch da. Và cái thứ hai quan trọng nữa, đi ra ngoài trời thì các bạn phải dùng những cái phương tiện bảo hộ. Kem nám White Cream Melasma và serum nám Melasma Serum là sản phẩm tới từ thương hiệu mỹ phẩm Miri. Bộ sản phẩm được sinh ra dựa trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng và am hiểu về làn da của người Việt, mang lại một quy trình dưỡng da toàn diện và hiệu quả cho những làn da cần cải thiện các vấn đề về hắc sắc tố như nám, sạm, tàn nhang và không đều màu. Để mua bộ đôi sản phẩm kem nám White Cream Melasma và serum nám Melasma Serum thì quý vị có thể tới mua trực tiếp tại các cửa hàng mỹ phẩm chính hãng, nhà thuốc trên toàn quốc
hoặc là trực tiếp gọi điện qua số hotline 1800 577 761, website miri.com.vn, fanpage Miri Việt Nam. Đến đây thời lượng của chương trình xin phép được khép lại. Xin được cảm ơn chuyên gia đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay để cùng mang tới những thông tin vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đồng thời xin được gửi lời cảm ơn tới mỹ phẩm Miri đã đồng hành cùng chúng tôi trong số phát sóng này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.